Hôm nay thứ năm sau Chúa Nhật 32 mùa thường niên, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, người Pharisêu hỏi Đức Giêsu: "Bao giờ triều đại Thiên Chúa đến?" Người trả lời: "Triều đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được, và người ta sẽ không nói: ở đây này hay ở kia kìa, vì này triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông." Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy. Người ta sẽ bảo anh em: người ở kia kìa hay người ở đây này. Anh em đừng đi, đừng chạy theo, vì ánh chớp chói lòa chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của người. Nhưng trước đó người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ." Đó là lời Chúa.